trong đó là một chút xíu nhé. Sau khi cái chị tiến hành đến đây, mình sẽ có toàn bộ đối tượng ở đây. Mình đến đó mình đặt ý tưởng đi tiến hành. Mọi người cho nó mát một chút xíu và để ta sẽ phục vụ nước uống cho khách hàng ha. Khách hàng có thể cảm nhận được không khí ở Quang City một chút xíu, như là mình giới thiệu chung chung một chút xíu về Quang City rồi sau đó anh có thể dẫn khách hàng ở đây để xem thực tế tổng quan dự án Made nó sẽ như thế nào. Và bước tiếp theo thì mình có thể qua lên sa bàn bên kia để chọn căn cụ thể, chỉ vị trí căn cụ thể cho khách hàng ha. Nếu như mà mình đi buổi chiều á, trời mát mát một chút xíu, mình có thể ra trong không gian xanh ngoài này, mình ngồi thực tế ở ngoài đó luôn để khách hàng cảm nhận được cái không khí là như thế nào. Nó sẽ cảm ơn. Và bây giờ mình trưa nắng thì mình cũng ngồi lại cho nó mát được. Thì đối với cái màn hình 3D này thì mình có nhắc lại chị nên chọn bản đồ tổng thể này nhá. Bấm vào đây. Rồi nó sẽ ra một cái màn hình hiện như thế này. Ở đây nguyên một cái khu vực này là Aqua City. Đó, Aqua City ở đây. Ở phiên giai đoạn 2019 là Aqua City nó sẽ lên một cái màn hình như thế này. Đến đầu 2020 thì mình sẽ có hai phân khu mới, đó là Valencia và Rivo Bắc Hồ. Đối với phân khu Rivo Bắc Hồ này, chiều nay mình sẽ có đăng ký cho mọi người ha. Và Valencia thì hôm rồi thì các mình có chương trình vào cái Rivo Valencia của họ chương trình cho mọi người chương trình nhé. Thì ở đây mình sẽ bấm vào phân khu, đây là phân khu đột xuất này, phân khu là phân khu đột xuất nha. Đây, ở đây là phân khu đầu xuất nha, phân khu đầu tiên ở bán Aqua City vào tháng 3/2019. Đó, là phân khu đầu tiên nó nằm ở vị trí này. À, ngay cái vị trí mình đang đứng ở đây, nhà mẫu đang đứng ở đây này, cái vị trí Clubhouse mình đang đứng ở đây này. Nha, mình đang đứng Clubhouse ở đây. Đó, thì đây là phân khu đầu xuất. Diện tích chủ yếu ở đây là các giáp 8/20. À, bên trong này, anh chị để ý cái máy màu xám này là 8/20 nhé. Đối với những căn ở đây là những căn biệt thự lớn 12/20 hoặc 15/20. Ở đây là giải suất hao này. Đối với phân khu đột xuất này thì đặc biệt là mình sẽ có một cái trung tâm thương mại của Aqua City, đó là Aqua Central Mall nằm ở đây. Trung tâm thương mại này là lấy thiết kế từ các bạn bên Nhật Bản thôi. Ở phía bên này mình sẽ có là những căn villa và những giải suất hao giống ở bên châu Âu á. Các chị xem video thấy là những giải suất hao 3 tầng 5 tầng. Và những phố đi bộ ở đây, ở vị trí này đó là Aqua Marina, đó là bến du lịch 5 sao lớn nhất khu vực miền Nam hiện tại. Phía bên này đó là bên đây là rồi mình sẽ chuyển sang phân khu tiếp theo là phân khu thứ hai người bán, đó là phân khu Grand Villas. Là ở đây phân khu Grand Villas thì vị trí nó nằm ở ngay trái tim dự án luôn. Đây được quy định trái tim của Aqua City, bao gồm 110 căn biệt thự riêng biệt. Nguyên khu này chỉ có biệt thự không thôi. Đó, những khách hàng nào mà muốn một không gian yên tư, yên tĩnh và hàng xóm thì là những người sinh tâm là người mà nó thành đạt giống như mình thì mình sẽ chọn những căn phòng đây. 110 căn thôi thì hiện tại sản phẩm cái này nó chỉ còn đâu đó tầm 20 đến 30 căn. Tiếp theo là phân khu đợi mọi người thấy cái bản đồ lớn nha, để biết là nó nằm kế bên đầu suốt này và nó ngay là cái góc giao với lại Aqua Marina luôn. Thì đối với The Elite là phân khu được thiết kế là một phân khu năng động và trẻ trung, cũng như là có một cái hoạt động mua bán sâu sắc nhất ở Aqua City. Nó giống như những khu mà gọi là Hương Phú hay Hương gì đấy, Hương 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 sẽ có một cái phố, một cái hồ, những cái khu gia đúng không? Một cái khu chuyên dụng để ăn sống, mua bán, kinh doanh. Còn cái Grand Villas nó giống như khu Chateau gia ở bên chỗ này là chưa được rồi. Còn cái này là chủ yếu là thiên về những cư dân trẻ có cái hoạt động mua bán. Đây thì mình có một cái đặc điểm đó là ở phân khu đợi đến này thì mình sẽ có một cái rất là nổi bật của Aqua City, đó là trung tâm học tập thể thao Aqua thì quy mô của nó là 26 căn, nó là nhà thể thao công nghệ. Trong này nó sẽ có hồ bơi này, có những cái nhà thi đấu nhỏ như sân bóng đá mini và sân bóng truyền để tập những cái bộ môn thể thao phù hợp ở trong nhà này.
hoặc là những combo đồng bộ của bạn đi ra, đặc biệt là nó sẽ có những có cái bảo tàng hoặc là bảo tàng trưng bày xe hơi ở đây ha. Novaland thì với những các bạn mà đến 2629 thì sẽ thấy được rất là nhiều xe hơi từ đời mới, có đời cũ, có đời siêu xe, những cái xe limousine hoặc là những cái xe mà nó dài rất là dài đấy, thì sau này nó sẽ trưng bày lên. Và đặc biệt là ở Aqua City ở bên Bình Khánh thì đang có rất là nhiều du thuyền thì đã mặc tiền ô và đầu ở bên Bình Khánh thì sau này nó cũng sẽ về đây để nó đầu đây. Phân khu tiếp theo ở đây đó là phân khu Elite 2 nha. Phân khu này, phân khu là Elite 2, nó là đối với phân khu Elite 1 ở đây. Diện tích ở đây chủ yếu nó là 6x20 thôi. 6x20 thì đối với phân khu này thì giá bán của nó đâu đó cũng khoảng tầm 6 tỷ rưỡi, nếu mình nhận là khoảng 6 tỷ rưỡi, 6 tỷ bán ở đây. Đây, đặc biệt đối với phân khu này thì mình sẽ có khu vực 2 cái khu này. Đó là những khu chuyên về điện thoại ha. Khu 2 thì chúng ta gọi là những khu chuyên về điện thoại. Ở đây là điện thoại bên sau. Đầu tiên các điện thoại bên sau, diện tích của nó là 12x20, 15x20 hoặc là 15x15 thì giá bán cho mọi người từ 15 tỷ cho đến 25 tỷ. Đó là những khu này. Đầu tiên trong này là những khu điện thoại view công viên và những khu điện thoại bình thường thì giá nó dao động từ 10 tỷ cho đến 13 tỷ thôi. Tài khoản này cũng vậy, tài khoản này là Việt Nam, phí tài khoản này có đặc biệt hơn một chút xíu, chưa có mở bán, Việt Nam thì này nó lớn, xin là một thực ra thì đối với thiết kế ở đây một năm 15x20 á, đặt ra không có hồ bơi, nhưng mà sau này về thì có thể có vườn lớn là có thể sẽ có cái hồ tiếp theo là phân khu cuối cùng tại phân khu này là cái cực này nó là Stella thì đối với lại Aqua City nó là một cái dự án rất là lớn và nó đã diễn ra nhiều giai đoạn rồi thì nói chung để mọi người hình dung thôi chứ còn nếu mà chúng ta hiểu từng một nhà thì cái này từ nhà các khu này thì mọi người phải cần bắt hàng đến một quận nghiên cứu liên tục thì mới nắm hết được gì đó. Thì đây là Stella, diện tích ở đây chủ yếu diện tích của nhà là 6x20, cái này là 6x20 này, còn bên này là 6x25 này. 6x20 bên này giá nó đâu đó là 6x27, còn 6x25 bên này nó mất hơn chút xíu 10 tỷ rưỡi thôi. Thì còn ở bên dọc ở đây là những căn villa không thì giá đang sát sông hoặc định sát sông là từ 5 tỷ ở đây thì mới có ra đến 25 tỷ. Còn ở bên trong thì rẻ hơn chút xíu từ 12 tỷ 300 xu. Hiện tại là mình đang có tiếp theo là lĩnh vực của Valencia. Đây là Valencia. Tức là Valencia là khu vực mà mọi người nghe thông tin nhiều nhất đúng không? Và hiện tại chúng ta đang bán khu này. Đó, Valencia thì diện tích ở đây nó sẽ có những loại hình như sau. Đối với khu vực Valencia thì mình sẽ có một cái điểm nhấn của phân khu này, đó là khu phức hợp, khu nhà, là cái gì đây? Đại loại là nó không có khu nhà, một cái người dân đại quên, và là nó là arena, Aqua City Arena, đó là một cái nhà thi đấu hoặc là một cái nhà tổ chức sự kiện, một nhà rất là lớn, quy mô đến 11.000 chỗ ngồi ha. Thì sau này những sự kiện ca nhạc nổi tiếng như là Xuân Tùng hoặc những sự kiện về khoa học hoàn vũ hoặc những cái lễ hội lớn quốc tế thì Aqua City sẽ đăng ký tổ chức ở đây. Đó, tổ chức ở đây. Tại vì hiện tại ở khu vực Sài Gòn thì chưa có nhà thi đấu nào mà hiện tại lớn như thế này. Sau này Aqua City sẽ là những bạn khác. Thì mỗi nhà thì trước đây mình sẽ có những tích là 5x20 này. Khu vực này là 5x20, A đến A rồi. Khu vực ở đây là phải năm nhân 19.5, chính xác là 3 nhân 19.5. Đây là những căn là 6 nhân 19.5 này, 7 nhân 19.5 này. Ở biệt thự đây là 12 nhân 20, 15 nhân 20, những căn phía cao phòng này. Còn về diện tích là như vậy. Còn bên này cũng sẽ là 6 nhân 19.5, 7 nhân 19.5, 8 nhân 19.5 là giá bán dao động từ 5 tỷ rưỡi cho đến khoảng 8 tỷ rưỡi một căn. Đặc biệt ở đây là mình sẽ có một cái cột trường học liên cấp ở đây từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và những khu vực này. Đối với khu vực này, quy mô của nó
là 60 hectare rồi, đâu đó 55 nhà phố và có đầy đủ những dịch vụ tiện ích như là về sân sau thương mại này, khu nhà thi đấu, nhà này, trường học linh cấp, công viên và tiện ích. Đặc biệt là mình sẽ không có sản ở đây nguyên một cách này đó, đang đủ để mà hoạt động phục vụ những nhu cầu cơ bản của người dân ở đây. Còn ở bên phía bên này là mình cũng quan tâm về quan thương mại này. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì ngày xưa khu vực Long Hưng này này nó là hơn đó một đặc tư đó, thì nó sẽ chia cho Long Hưng và đâu đó là Vina Capital Nam Long, thì hiện tại là nó còn mua lại trên tất cả quỹ đất này, và hiện tại quỹ đất này đang chờ công bố chính thức. Nhà đã mua rồi, dường như là sẽ mua. Tại vì hiện tại đối với bên 1225 thì con này đã được thể hiện được sao bạn không? Tại vì ở bên nơi đây thì sao cho mình tất cả những cái này. Và bây giờ thì đang chờ hoàn thiện pháp lý. Cho nên là đối với Aqua City, nếu người xác định bán lâu dài ở Aqua City này, mình phải đầu tư vào một phần của mình sẽ bán 2 năm tới, thậm chí sau này khi mà bằng những nhà rồi thì mình mới mới sản phẩm những cái sản phẩm nó sẽ còn mãi rất là nhiều. Hiện tại thì trước đây thì Novaland thì nó tập trung là xe và thì đến bây giờ là như là nhiều đại lý đến thì cái gì đó nào cũng vậy, khi mà đại lý đến nhiều quá nó sẽ có thể được Novaland thì cũng bán được một xe nhưng mà họ đã bán được có 400.000 bản thân đến xe thì một bán. Thì bây giờ là những gì sao mà tổng tiền lương mình tổng có 16.000, mà bây giờ thì mới đi được 4.000-3.000 thôi, và rất nhiều mấy con cũng nhận được. Nếu mà xác định bao nhiêu công ty thì mình sẽ lên kế hoạch. Khoan khoan, anh có hai câu. Đầu tiên là cái này người nước ngoài có thể sở hữu được không? Người nước ngoài mua hoặc là thuê đúng không? Rồi cái thứ hai là cái Rain Village á, em cái chỗ nào là cái chỗ đắt đỏ nhất của Rain Village? Em chấm cái đó, cái chỗ nào đắt đỏ nhất? Trong nguyên một cái trái tim này thì cái góc nào là hoặc là cái trục nào sẽ là cái trục mà chính mà giúp cho tăng giá? Đối với Slam thì cũng hẹn nhắm đến đây chủ yếu là những căn phục đức riêng biệt, yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với Slam bên ngoài. Đó. Thì ở đây mình sẽ có những căn Villa VIP bên sông này, và những căn hát lắc giá nó khoảng tầm 20 tỷ.
trong những căn đó thì cái căn nào được coi là cái căn hoa hậu của cái dãy đó? Đây. Của Ren Villas thôi đúng không? Những căn này thường là bán cho nhau. Tức là những cái deal đi tiếp của Ren Villas. Và đối với khu này thì đã bán hết rồi, những căn này đã bán hết rồi nhé. Hiện tại đối với Ren Villas thì mình chỉ còn một số căn ở trong này thôi. Và đặc biệt là nó đang có cái chương trình cam kết mua lại với lãi suất 12% một năm trong vòng 3 năm. Tức là từ giờ đến lúc nhận nhà, anh chị đóng tiền bao nhiêu, nó vẫn đang trả cho anh chị 12% một năm trên số tiền đó. Nếu như đến lúc nhận nhà anh chị không muốn tiếp tục mua, và nếu như muốn tiếp tục mua thì cứ giữ lại ở bình thường. Đặc biệt là Aquacity mỗi một phân khu như thế này ở bên trong thì họ đều tích hợp tiện ích đầy đủ hết cho cư dân, mặt tàu hồ bơi phòng gym, bên trên trên xanh đầy đủ hết nha. Riêng cái khu mà nãy em chỉ là những cái căn mà còn lại là nó có nằm gần Club House không? Đây là những mặt này hết nhé. Những mặt này hết này. Ok. Còn trong này hơn. Ở bên trong này hơn. Có 13 tỷ. Ừ. Căn villa này vẫn còn đây này, căn villa này vẫn còn đây. Thì ví dụ như khách hàng nào có muốn ăn tiếp, muốn dành cho họ những sản phẩm gọi là liên tục, đặc biệt là view sâu 100%, thì họ sẽ giới thiệu những ở đây là nó xây theo phong cách gì hả? Ở đây thì sẽ có nhiều phong cách, anh chị hiện chúng ta đang có mặt ở bên trong của dự án Aqua City, chủ đầu tư là Novaland. Thì bây giờ là chúng ta đi tham quan thực tế cái dự án công trường của mình. Đây là cái khu vực mà nhà điều hành của dự án. Hiện bây giờ bên trong đang có rất là nhiều đoàn khách tham quan. Bây giờ chúng ta đi tham quan về cái khu vực nhà mẫu. Thì hôm nay là bên công ty được đưa đi tham quan ở đây. Thì từ trung tâm về theo hướng quốc lộ 51 về đây nó khá là gần các anh chị. Gần hơn so với lúc đầu mình đi, giờ cảm giác rất là gần. Ở bên kia chúng ta thấy được cái pin nè, rất là gần Vin luôn, quận 9, Vinham Van Park quận 9. Thì dự kiến sau này sẽ có cầu Đồng Nai mà chắc cũng sau khoảng 5 năm thì mới bàn tới chuyện này. Khu vực này rất là đẹp nha. Novaland đi về cái khu vực Đồng Nai này làm cái dự án khá là hoành tráng. Ngang 15 mét.
Đây là khu du lịch Sơn Tiên. Xa xa. Bên trái đó là cô đỡ Elif ha. Đây mọi người nhìn bên trái là khu đỡ Elif và khúc sông đỡ Elif này. Khúc sông này bề ngang nó là 80m và là khúc sông lớn nhất ở Aqua City sau sông Đồng Nai. Mình sẽ có một cái bến thuyền cây nhắc tập trung ở đây ha. Qua bên kia con sông đó là đảo Phụng Hoàng luôn. Nha mọi người, đây là cuối đường rồi. Phía trước mặt là cầu Bằng Văn Thức thì đang chuẩn bị dựng khởi công vào tháng 9 này nè. Đã có quyết định kiến trúc rồi. Đúng rồi, đường này là thẳng lên cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn. Và mình quay đầu rồi. Bên nào chị? Bên này hả chị? À bên phải là đất villa luôn đó chị. À, hiện tại thì nó thuộc về Donacop. Donacop là cái chủ đầu tư tổng thể của khu Long Hưng này nha. Donacop thì nó cũng sẽ bán biệt thự thôi. Dạ. Tại vì nguyên cái xã Long Hưng này ngày xưa là nó thuộc về chính thức cái tên của nó là Liên Hiệp Hợp Tác Xã Donacop hay cái gì đó. Sau đó nó phát triển suốt 10 năm nay á, nó san lấp mặt bằng, nó làm hạ tầng, bây giờ nó bán lại cho các chủ đầu tư. Thì nó chỉ giữ lại một cái Long Hưng City là của nó thôi. Bây giờ nó dao động từ 20 đến 25 triệu chị. Shop house thì nó sẽ mắc hơn chút xíu, 18 đến 25 triệu. Aqua City của mình thì giá bao gồm nhà thì nó đâu đó khoảng tầm 40 mấy 50, còn trừ nhà ra thì giá đất nó khoảng tầm 27 đến 30 triệu một mét vuông đất tùy vị trí. Bên tay phải đây là khúc sông của đời đấy ha, mọi người có thể chụp hình những khúc sông này, nó rất là lớn, nó ngang tới 80 mét lên. Thì sau này khách hàng nào có nhu cầu quan tâm đến villa view sông này á, thì mọi người có thể sâu cái sông này cho khách hàng coi để tại sao này nó lại có giá 25 tỷ. Bên trái này sau này sẽ là những căn biệt thự lớn ha, biệt thự siêu VIP.
Mọi người chú ý là sau này khi mà tiếp khách ở trong này á, thì bộ phận lễ tân ở đây họ có cái dù á. Các bạn đến thì các bạn cứ mượn dù của lễ tân mà che cho khách hàng cho nó mát, đừng có đi không như hai người lúc nãy à. Bên tay phải là cửa sốt ha, bây giờ mình vừa chuẩn bị đi qua khu đợt sốt này. Đến kế bên đây là khu Waterfall của Nam Long rồi. Thì hiện tại thì Nova cũng đang làm thủ tục mua lại các khu đất này, sắp tới các thông tin chính thức sẽ công bố ra. Khu này thế nào rồi? Xong rồi, đây là phần hai rồi đây. Chỗ này sáng tắt. Mọi người chú ý phía trước này, ở đây là trụ sở của Donacos này. Khu này là Donacos tập hợp tất cả các xe tải cũng như là công trình thi công của họ ở đây, vật liệu xây dựng ở đây ha. Donacos là cái khu tổng thầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Long Hưng này. Đúng rồi, nó giống như bên cao máy cho Bình Dương vậy á. Phía bên phải của chúng ta đó là đường Nam Cao nha mọi người. Đường này nằm thẳng quốc lộ 51 nè. Anh rẽ phải qua bên này chút anh ha. Rẽ phải mình đi lên phân khu Valencia. Mình rẽ phải vào đây sẽ lên phân khu Valencia nhé. Qua đâu chị? À đúng rồi, nó đi chuẩn bị tới sân con Long Thành luôn đó. Nó như thế này nè, nó như thế này nè. Tại vì bây giờ nó đang thi công chị ơi, nó chưa có làm đẹp đâu. Này là một nửa đó hả? Dạ. Cái đường là một bên thôi. Đúng rồi, này một bên, bên kia là một bên nữa. Đường 60 mét lần này. Mọi người có thể mở Google Map lên á, bật chế độ vệ tinh để hình dung mình đường đi chỗ nào ha, đi đến đâu mình hình dung đến đó ha. Mọi người có muốn vào xem sân golf Long Thành không? Có muốn đi tới sân golf Long Thành luôn không? Thẳng một chút xíu là tới sân golf Long Thành luôn. Đây mình nhìn bên tay trái đó là Aqua City Valencia nha. Bên trái của mình bắt đầu che bảng lên đó là Valencia. Kế bên Valencia sẽ là Sơn Tin luôn nha, khu du lịch Sơn Tin. Ở vị trí này đó là cái sông của Valencia nha mọi người. Những căn villa view sông như thế này nó cũng sẽ dao động từ 17 đến 22 tỷ. Biệt thự sông Valencia ha.
Bề ngang của sông này nó vào khoảng tầm 50 đến 60 mét. Ôi đường này xấu quá. Thôi chắc là mình về đây quay lại đi. Đường vô sân golf Long Thành, phía trước mặt là sân golf Long Thành nhưng mà đường nó hơi xấu cho nên chắc mình quay đầu mình về ha. Quay đầu về nhỉ.